Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Cẩm Năng Kiều Bào phát sóng hàng tuần trên kênh VTC10 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình sẽ là nơi giải đáp các thông tin thắc mắc của bà con Kiều Bào khắp Nam Châu. Thông qua chương trình, chúng tôi cũng mong muốn nhận được ý kiến phản hồi của bà con để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Kính thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì Việt Nam có khoảng hơn 6 triệu Kiều Bào đang sinh sống, làm việc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là điều kiện rất tốt để những mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài sẽ là cơ hội để tiêu thụ, và đặc biệt Việt Nam cũng đã ký những hiệp ước thương mại tự do thế hệ mới với các quốc gia, đặc biệt là Australia. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện, những chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Luận, sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Mitmore, về những kinh nghiệm xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam ra nước ngoài và đặc biệt là vào thị trường Australia. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Luận, cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình Cẩm Năng Kiều Bào của chúng tôi ngày hôm nay, và hy vọng là những thông tin kinh nghiệm của ông sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả. Vâng, xin chào chương trình. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trước khi vào trò chuyện với chuyên gia ông Nguyễn Ngọc Luận, sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Mitmore, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý tuần qua. Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024, đội công binh Việt Nam tại phái bộ UNISFA đã triển khai hàng loạt hoạt động, trong đó có việc xây dựng doanh trại thông minh của các đơn vị đang đóng tại ABA châu Phi. Theo đó, ngay từ ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội công binh Việt Nam tại đây đã tiếp tục thực hiện dự án xây dựng doanh trại thông minh SmartCam. Dự án được chia làm 3 giai đoạn với tổng số 30 mô đun nhà và các hạng mục công trình tiện ích, phụ trợ. Hiện tại, đội công binh Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn 1, 2 và 60% giai đoạn 3. Trong đó, nhiều mô đun, hệ thống nhà lắp ghép bằng vật liệu tiền chế đã được đưa vào sử dụng, gồm hệ thống văn phòng làm việc, nhà ở, nhà ăn tập trung, bếp nấu, phòng thể chất, hệ thống nhà vệ sinh. Dự kiến, trong nửa đầu năm nay, đội sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại, gồm 3 mô đun nhà ở, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý rác thải rắn, trạm sửa chữa, khu vực bố trí máy phát điện, trạm năng lượng mặt trời, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống an ninh giám sát và xây dựng cảnh quan môi trường. Mới đây, tạp chí Nikkei Asia nhận định Việt Nam có một đội ngũ rất đông du học sinh ở các trường đại học danh tiếng thế giới trở về quê hương nhà startup, lãnh đạo công ty công nghệ. Tại Mỹ, Việt Nam nằm trong top 10 lượng sinh viên quốc tế trong hơn một thập kỷ qua. Các chương trình du học sinh phổ biến từ Phần Lan đến Hàn Quốc cũng ghi nhận Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng sinh viên quốc tế, từ những ngôi trường danh tiếng ở nước ngoài như Harvard, Cambridge. Sau 12 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Lomonosov, Liên Xô, 30 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Harvard, Mỹ, và ngay cả khi nghỉ hưu, giáo sư Ngô Như Bình, một giảng viên người Việt tại Mỹ, vẫn đau đáu một suy nghĩ là làm thế nào để nhiều người nước ngoài nói được tiếng Việt và hiểu hơn về đất nước Việt Nam. Trong các buổi thuyết trình về tiếng Việt cho sinh viên tại Việt Nam, ông luôn nhấn mạnh tiếng Việt là trí tuệ, là linh hồn và là tâm hồn của người Việt Nam. Ngoài giảng dạy, giáo sư Ngô Như Bình còn xuất bản hơn chục đầu sách và giáo trình dạy tiếng Việt cho người bản ngữ tiếng Anh ở cấp đại học và giáo trình dạy tiếng Anh, Mỹ cho người bản ngữ tiếng Việt. Australia là một đất nước có nền kinh tế mở và cũng là quốc gia có đông tỷ lệ cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Hiện Việt Nam và Australia cũng cùng là thành viên của nhiều FTA song phương và đa phương. Đây là những điều kiện thuận lợi để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Australia. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Australia đã có sự tăng trưởng đột phá, đạt kỷ lục mới 15,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,91% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, đạt 5,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,1%, và nhập khẩu đạt 10,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,31%. Số liệu phân tích của thương vụ Việt Nam tại Australia cho thấy nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong bối cảnh còn nhiều thách thức như máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác tăng 62,1%, mặt hàng giày dép tăng 41,3%, dệt may tăng 26,3%, thủy sản tăng 37,3%, sắt thép các loại tăng 102,9%, túi sách, ví, vali, ổ dù tăng 24,8%, cà phê tăng 62,53%,
dây điện và dây cáp điện tăng 81,2%. Ở chiều ngược lại, Australia tiếp tục là thị trường cung cấp nguyên nhiên vật liệu quan trọng, phục vụ sản xuất trong nước như than các loại, bông các loại, quặng và khoáng sản khác, lúa mì. Số lượng hàng hóa này chiếm khoảng 80% kim ngạch nhập khẩu từ Australia, với tỷ trọng nhập khẩu đạt 30-70% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ các nước tùy mặt hàng. Các chuyên gia kinh tế nhận định, dư địa tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Australia là rất lớn. Việc tận dụng các thuận lợi từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia, New Zealand, AANFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP đã, đang và tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực mới. Vào tháng 12 năm 2021, Việt Nam và Australia đã ký kết chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế và ban hành lộ trình thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước trong giai đoạn đầu 2021-2025. Mục tiêu chung của chiến lược là đưa hai nước trở thành 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư vào mỗi nước. Đây chính là tiền đề tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Luận, câu hỏi đầu tiên mà tôi cũng muốn ông có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của chúng tôi đó là hiện nay thì cái tiềm năng, thế mạnh của sản phẩm Việt Nam và đặc biệt là sản phẩm cả nông sản xuất khẩu vào thị trường Australia thì nó như thế nào? Hiện nay như chúng ta cũng đã biết là trong khoảng mấy năm gần đây thì cái nông sản của Việt Nam nói chung và những cái sản phẩm như cà phê nói riêng thì đang được rất nhiều cái thị trường quốc tế đang rất là quan tâm. Vì gần đây chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã có cái sự cải tiến về chất lượng cũng như là những cái mẫu mã rất là tốt. Do vậy cái truyền thông cũng dễ hơn, cái marketing nó cũng dễ hơn khi mà thâm nhập vào các thị trường khó tính như là Úc hay là những cái thị trường như châu Âu. Thì đây cũng là một cái lợi thế mà cho Việt Nam chúng ta trong một vài năm gần đây, cái nông sản của Việt Nam chúng ta đã có được một chỗ đứng ở một số thị trường khó tính. Những sản phẩm nông sản của Việt Nam thì hiện nay đang phân phối theo những kênh như thế nào? Hiện nay thì đối với các sản phẩm của Việt Nam mà ra nước ngoài thì gần như là vẫn đang đi theo cái, nó có hai phần, là một phần là đi theo tiểu ngạch và một phần là đi theo chính thống. Nhưng mà đối với các nước châu Âu hay là những nước như Úc thì chúng ta đi theo tiểu ngạch thì gần như là không được. Gần như không được, và chúng ta vẫn phải đăng ký những cái sản phẩm đạt được chất lượng chỉ tiêu thì mới vào được nước sở tại. Đối với những cái sản phẩm mà cái nước sở tại nó yêu cầu những cái điều kiện khắt khe hơn thì bắt buộc chúng ta phải tuân thủ theo những cái tiêu chí của cái nước sở tại đó, thì nó sẽ phải mất thời gian lâu hơn thì mới vào được các nước sở tại. Chính quyền Australia họ có những quy định như thế nào đối với những mặt hàng mà nhập khẩu vào quốc gia của họ? Những cái vấn đề này thì những doanh nghiệp cũng phải nghiên cứu rất là kỹ. Vì trong quá trình mà chế biến thì chúng ta cũng phải làm sao đó để chúng ta phải phù hợp với tiêu chí của đất nước sở tại từ mảng thuế. Thì thực ra chúng ta đây cũng là một cái dòng nước uống giống như cà phê bình thường. Thì cà phê thì chúng ta lại cũng đang được ưu đãi những cái thuế quan sau khi giữa có những cái hiệp định thương mại giữa Úc và Việt Nam chúng ta. Thì trong đó có cái cà phê là chúng ta cũng vẫn đang được ưu đãi thuế suất 0%. Và một số cái tiêu chí khác về cà phê nông sản chẳng hạn, thì điều đầu tiên là phải không có được những cái chất mà không gây những tổn hại đến sức khỏe và không gây những cái chất cấm, nó không thuộc vào những cái chất cấm của cái sản phẩm. Mặc dù chúng ta ở Việt Nam chúng ta đã thấy rất nhiều cái thực phẩm đấy so với những cái loại có thể là một lượng đấy thì có thể đạt được, nhưng mà khi sang nước họ người ta hoàn toàn là không cho phép. Thì đấy là những cái mà rào cản của đất nước sở tại thì chúng ta phải điều chỉnh. Vâng, thưa ông, Australia là một quốc gia mà có thế mạnh về nông sản, đặc biệt là họ nhập khẩu rất nhiều những sản phẩm vào Việt Nam, ví dụ như là nho này, táo này, lê. Vậy thì không biết là đối với hàng Việt Nam mà vào Australia thì đang có những cái sản phẩm như thế nào? Thực ra thì chúng ta phải hiểu thêm một chút xíu là đối với những cái mà giao thương giữa hai nước, khi mà chúng ta có những cái hiệp định là có thể trao đổi được hàng hóa thông qua hai bên. Ví dụ bên kia có thể cho xuất nhập mà nho về bên này thì chúng ta cũng phải được xuất nho sang bên nước sở tại. Nhưng mà chúng ta phải biết là đối với những mặt hàng mà nông sản tươi như nho, như táo thì chúng ta đang không có lợi thế.
khi mà chúng ta xuất sang bên đất nước của họ. Vì bản thân những đất nước của họ là nó đã có những quy trình kiểm soát về chất lượng cũng như về giống cây trồng nó rất là tốt rồi. Và sản phẩm của họ cũng đã có về thương hiệu cũng nổi tiếng khắp thế giới rồi. Nên chính vì vậy nên đây là một cái bất lợi khi mà sản phẩm nho của chúng ta hay là táo của chúng ta mà xuất, cam của chúng ta mà xuất sang bên nước các nước sở tại như vậy thì chúng ta đang bị bất lợi. Vì bản thân chất lượng của chúng ta so với cái của họ vẫn chưa được đạt được là cái tốt nhất. Cái thứ hai nữa là thông qua những cái logistics, cái bảo quản của chúng ta chưa thể xử lý tốt được. Vì cái hàm lượng sản phẩm của chúng ta vẫn cao hơn, cái hàm lượng chất bảo quản của chúng ta vẫn cao hơn rất nhiều so với cái sản phẩm của họ xuất về Việt Nam của chúng ta. Thì đây là tôi cho nó cũng là một cái điều bất lợi. Còn bây giờ chúng ta phải nghĩ cách nào từ những cái nông sản của chúng ta muốn thâm nhập được vào đất nước của họ thì chỉ thông qua con đường là chế biến sâu để cho họ biết đến những cái sản phẩm Việt Nam chúng ta đang có những cái sản phẩm đó. Và trong cái quá trình sau này chúng ta làm thì chúng ta cũng phải nghiên cứu để cải tiến chất lượng nó cao hơn. Thì đây là những cái mà tôi nghĩ là các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng phải tìm hiểu rất là kỹ về cái này. Vâng, chúng ta đều biết Australia là một đất nước cũng có thế mạnh về nông nghiệp. Họ nhập khẩu rất nhiều những sản phẩm nông sản tươi, kể cả nông sản khô, nông sản đã qua chế biến vào Việt Nam. Vậy thì không biết đối với hàng Việt Nam khi mà vào Australia thì hiện nay đang thông qua những hình thức như thế nào, và các sản phẩm của chúng ta có nhập khẩu, xuất khẩu tươi được không, hay là chúng ta phải thông qua hình thức chế biến sâu? Đối với chế biến sâu của chúng ta cũng có rất là nhiều. Ngoài những cái mà đồ tươi ra, đồ tươi thì nó không phải là thế mạnh của chúng ta khi vào Việt Nam, khi vào Úc. Nhưng mà những cái đồ chế biến sâu thì chúng ta phải, ví dụ như cà phê nông sản của chúng tôi cũng là một cái hình thức chế biến sâu. Chúng tôi cũng phải từ những cái sản phẩm nguyên liệu cà phê và trái cây để chúng tôi tạo ra được những cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày mà phù hợp với cái tiêu dùng của cái nước sở tại. Cũng phải nghiên cứu rất là kỹ để làm sao nó cái vị nó phải phù hợp. Thì từ lúc đó thì chúng tôi mới có thể bán được trên nước sở tại. Ngoài ra thì có những cái rau củ quả của chúng ta, trái cây, nhưng mà chúng ta cũng chế biến nó thành những cái loại như bánh tráng hay là bún, phở bằng rau củ quả, bằng những cái trái cây. Đó, từ đó người tiêu dùng của nước sở tại người ta mới biết đến có những cái loại bún, có những loại phở mà được chế biến từ những loại trái cây và rau củ quả của Việt Nam chúng ta và được lưu hành một cách rộng rãi. Còn những cái sản phẩm tươi nó phải có một cái đặc biệt mà nước tại họ không có. Ví dụ sầu riêng là họ không có, thanh long họ không có. Nhưng mà chúng ta cũng phải tuân thủ theo các quy trình của họ là chúng ta phải cấp đông ở một cái nhiệt độ bao nhiêu và cấp, chứ không được tươi hoàn toàn 100% thì mới đảm bảo được cái tiêu chí của họ để tung ra ngoài thị trường. Hiện nay thì các sản phẩm của Việt Nam khi vào thị trường Australia thì thông qua những kênh như thế nào, được phân phối ở đâu và thị trường họ tiếp nhận trong một cái tâm thế, một cái thái độ như thế nào? Nếu mà chúng ta xét một cái cách mà nó một cách thẳng thắn là những cái sản phẩm của Việt Nam chúng ta nếu như ở những cái đất nước mà không có kiều bào thì chúng ta rất khó mà thể tiếp cận được vào các thị trường trong một thời gian ngắn. Vì bản thân những cái người địa phương, người local và những cái hệ thống phân phối của họ thì họ đòi hỏi tiêu chí rất là chặt chẽ, và nhất là người quan trọng nhất là cái người tiêu dùng, người ta đã có chấp nhận hay không và người ta phải biết đến cái sản phẩm đấy không đã, thì lúc đó mới vào những cái hệ thống lớn của châu Âu và của Úc được. Còn đối với chúng ta thì chúng ta đang có một cái điểm mạnh, đó là những cái đất nước mà chúng ta có một cái lượng kiều bào của chúng ta đang sinh sống và cái cộng đồng kiều bào người Việt của chúng ta ở nước sở tại cũng khá là đông. Ví dụ như Úc thì cũng đây là một cái điều thuận lợi để khi những cái sản phẩm nông sản của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn thâm nhập vào những cái thị trường đó thì chúng ta cũng có một cái lượng khách hàng để tiêu thụ, và cũng nhờ qua cái lượng khách hàng này tiêu thụ thì mới những cái người tiêu dùng local người ta mới biết đến, và từ khi người ta biết đến thì những cái siêu thị lớn người họ cũng mới có những cái cuộc đi survey ngoài thị trường đó, thì người ta mới chấp nhận cái sản phẩm đó có vào trong siêu thị hay không. Thì đối với sản phẩm nông sản của chúng ta cũng phải đi theo con đường đấy. Có nghĩa là chúng ta phải phục vụ cái cộng đồng người Việt của chúng ta trước. Sau khi phục vụ xong được cộng đồng người Việt rồi, thì lúc đó những cái người dân local người ta cũng đã biết đến. Và từ đó chúng ta muốn vào những cái siêu thị thì chúng ta cũng phải làm những cái thủ tục mà theo quy định của các siêu thị đấy.
thì lúc đó nó mới có một cái thị trường lớn hơn. Không biết là với những cái thông tin mà ông vừa chia sẻ thì sử dụng các cái kênh là người Việt Nam tại nước ngoài cũng như là các cái kênh local là người bản địa, vậy thì ông có thể phân tích được những cái thuận lợi, những cái khó khăn đối với từng kênh phân phối như vậy? Chúng ta hay nói câu chuyện là người nhà tiêu dùng thông minh thì nó thể hiện rõ nhất đó chính là những cái thị trường tân tiến đó. Những cái thị trường khó tính. Tại sao mọi người sẽ thấy được rằng là đối với người tiêu dùng của các nước như Mỹ, Anh hay Úc hay tất cả những cái thị trường châu Âu, họ khi họ vào họ mua một cái sản phẩm, họ đâu cần phải biết đến là thương hiệu đâu, họ không quan tâm đến thương hiệu đó tốt hay là khi họ vào đó nhu cầu của họ, họ hôm nay cần một hộp cà phê, thì họ đi vào họ thấy một cái hộp cà phê thì họ đầu tiên họ làm gì, họ cầm lên họ xem tất cả các thành phần, các thông tin ở trên đó nó có phù hợp hay không với họ hay không. Thì ở những cái thị trường như vậy thì khi mà chúng ta đã đưa hàng được lên kệ là chúng ta đã thành công được 50%. Mình không nói là thương hiệu không phải là quyết định, nhưng mà cái đấy không phải là quyết định 100% so với một số thị trường khác. Còn đối với Việt Nam chúng ta là cần gì? Cần phải có thương hiệu. Không cần biết sản phẩm đó chất lượng tốt hay xấu, nhưng chỉ thấy nó là nó thương hiệu. Nó là một thương hiệu rất là được quảng cáo nhiều, được nhiều người biết đến. Người ta bảo là cứ ra lấy cái hàng đó về thử xem sao, về mua thử xem sao, còn uống có phù hợp với mình hay không thì không nói đến. Thì theo tôi đánh giá thì đối với các thị trường quốc tế thì chúng ta đã thành công là chúng ta đưa được hàng lên kệ. Việt Nam và Australia thì cũng đã có những cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Vậy thì với những cái điều đó thì cũng tạo ra những cái lợi thế, ví dụ như thuế suất hay là các cái sản phẩm sẽ vào Australia cũng sẽ được bảo hộ thương mại. Vậy thì không biết là ngoài ra thì Australia họ cũng có đặt ra những cái rào cản như thế nào đối với các mặt hàng nước ngoài khi mà nhập khẩu vào quốc gia của họ? Cá nhân tôi thì tôi đánh giá là đối với Australia thì họ cũng có một cái sân chơi rất là sòng phẳng. Mặc dù là họ cũng có những cái sản phẩm mà có thể lợi thế của họ, nhưng mà họ muốn biến những cái lợi thế đó của họ để cho nhiều người sử dụng đến nhiều quốc gia, bằng họ phải xây dựng thương hiệu. Thương hiệu ở đây là gì? Đó là tiêu chuẩn về kỹ thuật và sản phẩm, chất lượng, tất cả mọi thứ để cho người ta phải tự tìm đến họ, chứ không phải giống như chúng ta cũng đang nghĩ là chúng ta cái thằng kia nó tốt hơn mình thì mình phải làm sao, mình phải hạn chế nó, không được nó vào trong nhà của mình để mình bán được. Nhưng mà trong khi sản phẩm của mình không tốt thì chắc chắn là người tiêu dùng người ta cũng sẽ không trung thành, không chọn được. Mặc dù chúng ta đầy rẫy ở đó thì phải đi chọn những ông khác, thì bằng nhiều hình thức, thậm chí là đánh giá thuế cao lên chẳng hạn, thì nhưng mà chất lượng người ta tốt hơn thì người ta vẫn được chọn. Thì đây là tôi nghĩ là những cái rào cản mà có thể các nước người ta đưa ra thì tôi nghĩ là một cuộc chơi sòng phẳng khi mà các hiệp định nó được thông qua, miễn làm sao là các anh đáp ứng đủ tiêu chí, và tiêu chí và chất lượng là quan trọng nhất. Thì đây cũng là một cái điều mà làm cho những doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta, không phải chỉ Úc đâu mà còn châu Âu, và trong châu Âu thì nó còn có nhiều cái tiêu chí của từng nước nữa cơ. Mặc dù là cộng đồng chung châu Âu nó có một cái tiêu chí chung, nhưng mà vào mỗi một nước thì nó lại có những cái tiêu chí riêng nữa. Sau nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường Australia thì ông có một cái kinh nghiệm chia sẻ như thế nào để các doanh nghiệp có thể thông qua đó nắm bắt thông tin và nắm bắt kinh nghiệm của mình thực hiện các cái hoạt động của mình trong thời gian tới ạ? Gọi là kinh nghiệm thì cũng không phải là một cái chia sẻ được cái kinh nghiệm, nhưng mà cá nhân tôi thì không phải chỉ riêng một thị trường Australia, một số thị trường khác như Mỹ hay là Hàn Quốc hay Nhật hay là châu Âu. Sau nhiều năm mình cũng đi mở thị trường, cũng đi làm thị trường cùng với các nhà phân phối, và chúng tôi mới nhận thấy rằng được là đối với những cái sản phẩm của Việt Nam chúng ta vẫn dù sao vẫn có một cái tâm thế nó chưa được tốt bằng những cái sản phẩm như của Thái Lan hay của Nhật Bản hay của Hàn Quốc khi vào các thị trường. Vậy cái điều này chúng ta cũng phải là chấp nhận, vì chúng ta chưa, các doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đầu tư từ thương hiệu. Vì cái quan trọng nhất là cái thương hiệu chúng ta cũng chưa làm được, và kế đến là cái chất lượng của chúng ta chưa ổn định. Vậy muốn làm được như vậy chúng ta phải có sự đầu tư về công nghệ, đầu tư về máy móc, đầu tư về quản trị thì chúng ta mới có thể đồng bộ được. Thế thì trong quá trình đi làm thì chúng tôi nhận thấy được rằng là hệ thống phân phối cũng rất quan trọng. Thời gian đầu thì bên Midmore đã chọn những cái nhà phân phối là người địa phương, là những doanh nghiệp là người địa phương. Thế mà sau đó chúng tôi thấy không thành công, vì bản thân những địa phương, doanh nghiệp địa phương thì họ cần cái gì? Họ cần lợi nhuận. Họ
thấy được cái sản phẩm có lợi nhuận thì họ sẽ làm, nhưng mà họ không hiểu nhiều về sản phẩm của chúng ta, và chúng tôi không thành công ở những cái giai đoạn đầu tiên. Và sau đó chúng tôi phải chuyển đổi cái mô hình bằng cách là chúng tôi đi chọn lại cái hệ thống phân phối tại nước sở tại bằng những người là người Việt Nam, gốc Việt Nam của chúng ta đang kinh doanh và phân phối ở trên các địa bàn. Và chúng tôi đã thành công ở trong cái yếu tố này. Là vì sao? Chúng tôi mới thấy được rằng là đối với người Việt Nam, dù sao họ cũng vẫn còn dòng máu của người Việt Nam chúng ta, và có những cái tâm huyết, có những cái hiểu biết nhất định về về Việt Nam và về sản phẩm. Thông qua đó thì chúng tôi cũng đã thổi lửa lại, thổi vào họ, truyền lại cho họ những cái niềm tự hào, niềm tự hào của người Việt Nam, và họ cùng quyết tâm họ làm với mình. Mặc dù sản phẩm của chúng ta là sản phẩm thương hiệu mới, chưa doanh số đang còn thấp thì chưa có lợi nhuận ngay được, nhưng mà chúng ta đã thổi được với họ là niềm tự hào. Phải làm sao, tại họ cũng đang kinh doanh những hàng Malai, hàng Thái Lan và hàng của Trung Quốc, thì tại sao trên kệ lại không có những cái hàng của Việt Nam chúng ta? Và cũng phải mất một thời gian ngắn chúng tôi thuyết phục họ để làm sao họ tập trung vô những cái sản phẩm của Việt Nam chúng ta và họ có quyết tâm hơn. Vâng, thưa ông, các doanh nghiệp Việt Nam muốn tìm hiểu các thông tin để xuất khẩu hàng vào Australia thì có thể tham khảo theo những kênh thông tin như thế nào? Hiện nay thì các kênh của Tham Tán Thương mại của chúng ta cũng là một cái kênh mà giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia được vào các thị trường thông qua những cái chương trình hỗ trợ, thông qua những cái chương trình mà chúng ta đang có những cái phòng tham tán thương mại tại các nước sở tại, thì họ cũng có hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Vì đây là một cái kênh mà chính thống. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái kênh khác từ các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam tại Australia hoặc ở các nước sở tại, và thậm chí ở trên các trang truyền thông hiện nay từ Việt Nam chúng ta cũng đã có những cái buổi xúc tiến rất là nhiều, có các buổi làm việc rất là nhiều. Thì đây bây giờ thì nó sẽ dễ hơn so với những cái cách đây khoảng 5-10 năm về trước. Vì bây giờ tất cả nó cũng là thế giới phẳng và online hết. Thì tôi nghĩ đó là các doanh nghiệp Việt Nam nếu thật sự quan tâm hoặc thật sự mà có quyết tâm để làm một số thị trường quốc tế, thì chúng ta bây giờ có rất nhiều cái kênh thông tin để chúng ta tham gia, nhất là trong các chương trình mà hội chợ hàng năm được tổ chức 2-3 lần rất là nhiều. Và ngoài ra thì có một số cái nhà phân phối, những người đi trước chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng để chúng tôi chia sẻ nếu như những cái sản phẩm đó nó phù hợp. Có một vấn đề mà các doanh nghiệp xuất khẩu đều quan tâm, đó là việc bảo hộ nhãn hiệu cũng như là quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm của mình. Vậy thì không biết là một người có kinh nghiệm mà xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài và đặc biệt là vào Australia thì cái việc này nên thực hiện như thế nào? Và các doanh nghiệp thì họ quan tâm đến cái chi phí để đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ thương mại đối với các sản phẩm của họ, thì ông có thể chia sẻ một chút. Thì không phải riêng thị trường Australia mà chúng ta mới cần phải làm vậy đâu. Hiện nay chúng ta, trước đây chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang ít quan tâm đến cái chuyện mà bảo hộ thương hiệu của mình. Cái thứ hai nữa là bây giờ là kinh tế phẳng, kinh tế thế giới toàn cầu rồi, thì thông tin rất là nhanh và chia sẻ rất là nhanh. Do vậy là tôi cũng chia sẻ với các doanh nghiệp và các bạn là khi chúng ta xuất khẩu, mục tiêu chúng ta muốn vào nước nào, muốn tham gia vào thị trường nước nào, thì chúng ta nên đăng ký ngay cái điều đầu tiên. Thì đối với riêng thị trường Australia thì nó không phải là khó khăn trong cái vấn đề mà đăng ký. Hiện nay ở Australia là rất đơn giản, đăng ký trong vòng 3 đến 6 tháng là đã có được cái bảo hộ rồi. Nếu như cái sản phẩm, cái thương hiệu của bạn mà không bị hạn chế và bị rào cản là đã có người đăng ký rồi. Tại vì bên đó nó cũng có rất hay là nó có cái dịch vụ là nó phải tầm soát trước, rà soát trước trong vòng 2 ngày đến 3 ngày. Nhanh, rất là nhanh, và sau đó 2 ngày thông báo là ok, thương hiệu này được phép bảo hộ tại đất nước, và trong vòng 3 đến 6 tháng là các bạn đã có chứng nhận rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng không còn đắt so với cái mà cái hậu quả nếu như chúng ta không có bảo hộ, thì chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt hơn gấp ngàn lần, cả tỷ lần. Thế thì một cái bảo hộ ở Australia nó chỉ có rơi vào 2.000 đô Úc. Tính ra thì nó khoảng rơi vào 36 triệu, 36 đến 40 triệu là nó đã bảo hộ được các bạn. Phải nói là vĩnh viễn thôi, cái thương hiệu vĩnh viễn thôi. Khi nào các bạn không hoạt động nữa thôi, trên đất nước đó. Thì nó rất là rẻ so với một cái chi phí mà mọi người đang cứ nghĩ là nó rất là đắt. Thì tôi nghĩ là đây bây giờ không phải là cái vấn đề lớn khi mà doanh nghiệp chúng ta
không phải chỉ riêng muốn thâm nhập vào thị trường Australia mà đi tất cả các thị trường khác, chúng ta vẫn phải đăng ký cái quyền bảo hộ này. Vâng, thông qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy rằng là một người có rất nhiều năm kinh nghiệm, vậy thì ông có thể rút lại những cái kinh nghiệm quan trọng nhất mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu và mong muốn đưa các sản phẩm của mình vào Australia. Hiện nay thì đối với tôi thì ngay từ lúc ban đầu tôi cũng khi sẽ thành lập thì chúng tôi cũng xác định luôn là chúng ta phải, mục tiêu của chúng ta là chinh phục những cái thị trường khó tính trước. Thế thì đối với các doanh nghiệp của chúng ta có sẵn sàng làm cái việc đấy không? Tại vì các anh phải nghĩ đến, các bạn phải nghĩ đến và phải dám làm, và thậm chí là chúng ta phải xác định luôn là có nhiều lúc chúng ta phải có sự trả giá, phải có sự thất bại nữa cơ, thì chúng ta có sẵn sàng hay không? Thì đây là cái yêu chí đầu tiên, là các bạn phải nghĩ đến nó đã, phải dám nghĩ đến nó đã. Và trong quá trình làm thì tất nhiên là nó có nhiều cái không được như theo ý của thuận lợi của chúng ta đâu, vì sản phẩm chúng ta không phù hợp và mọi thứ của chúng ta, điều kiện của chúng ta chưa phù hợp. Nhưng thông qua những cái vấn đề đấy mà chúng ta có thể rút được kinh nghiệm, và chúng ta có thể được có những cái bước đi làm sao cho nó phù hợp với doanh nghiệp của chúng ta. Nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó đòi hỏi rất nhiều cái yếu tố là cần sự nỗ lực. Nỗ lực, nhưng mà trong cái sự nỗ lực đó các bạn phải có một cái quyết tâm. Chứ nhiều khi chúng ta làm nửa chừng chúng ta lại bỏ cuộc, thì cũng đây là một cái chúng ta rất là uổng phí, phải theo đuổi tới cùng. Mà còn hiện nay thì nó dễ hơn so với cái thời chúng tôi đang làm, là do thông tin nó đầy rẫy, nó thuận lợi lắm, truyền thông nó cũng rất là rõ ràng rồi, truyền thông nó cũng rất là thuận lợi trong cái quá trình mà chúng ta tìm thông tin, chia sẻ thông tin. Và thậm chí gần đây nhất thì chúng ta đã thấy có những hàng loạt các hiệp định giữa Úc và Việt Nam chúng ta được ký kết về thương mại, do đó dẫn đến là các tiêu chí để chúng ta đạt đủ điều kiện để vào các thị trường cũng rất là dễ, nên không có gì là khó. Quan trọng là chúng ta có mạnh dạn để chúng ta dám làm hay không thôi. Thì đối với tôi thì nó cũng chả có kinh nghiệm gì, nhưng mà từ kinh nghiệm chúng ra là phải có sự quyết tâm và dám nghĩ đến nó thôi để làm. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, với những thông tin vừa rồi của ông Nguyễn Ngọc Luận, sáng lập thương hiệu cà phê Vicmo, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị khán giả, những doanh nghiệp đang có nhu cầu xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài và đặc biệt là vào thị trường Australia, sẽ có được những thông tin tham khảo và tìm cho mình được những thông tin đáng chú ý và sẽ giúp ích cho cái hoạt động xuất nhập khẩu của mình. Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện với chuyên gia ngày hôm nay của chúng tôi, kính mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nhịp cầu kết nối. Bộ Công an hoàn thành dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật căn cước là việc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước. Nhằm triển khai quy định trên, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo dự thảo thông tư, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước thẻ gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau thẻ căn cước gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đàn sen. Quốc huy và ảnh của công dân được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước. Đáng chú ý, dự thảo thông tư quy định rõ hai mẫu căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên và mẫu căn cước cấp cho công dân từ 0 đến 6 tuổi. Trong đó, mẫu đề xuất dành cho công dân từ 0 đến 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước. Vâng, một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Luận, sáng lập thương hiệu cà phê Vicmore, mà đã mang đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay những thông tin vô cùng hữu ích, và mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị khán giả của chúng tôi trong thời gian tới. Và đến đây thì thời lượng chương trình Cẩm Nang Kiều Bào của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.